Hôm nay tranh Ngô Minh Châu xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn những bộ tranh tứ quý đang có sẵn tại xưởng của chúng tôi. Thứ nhất là bộ tranh bằng gỗ hương đá đục chạm siêu led siêu kênh bông. Thì đây quý vị có thể nhìn thấy chú gà của chúng tôi đục siêu đẹp là như thế nào, đục rất có hồn quý vị ạ. Tiếp theo là chú chim đây, đục cực kỳ có hồn, và những cái bông hoa, rồi những chú bướm đục rất sắc nét, quý vị thấy không ạ? Đây là những chú hươu này, đục rất đẹp, rất sắc nét. Đây là những cái cây trúc, đây là cây mai. Thì chúng tôi đi sang đây gần cây mai thôi, quay cho quý vị xem. Những cái bộ này chúng tôi đã có những clip riêng quay từng bộ, rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Bộ tranh này thì quý vị càng chơi càng thấy đẹp. Và tiếp theo, cái bộ kia là bằng gỗ hương đá, lần tiếp theo bộ này bằng gỗ pơmu, đã được chúng tôi sơn bóng chay không màu. Còn bộ hương đá cái là vẫn đang là mộc. Đây là bộ này full chay, full hoàn thiện, PU bóng mờ, cực đẹp, cực nét, cực chất. Đây đôi chim này, rồi cây trúc. Tiếp theo là một bộ hương đá nữa, thì nó kích thước nó nhỏ hơn cái bộ lúc đầu. Kích thước là cái bộ này là 37 1m17, còn bộ kia là 42 1m, bộ kia là 42 1m27, bộ này là 37 1m07. Các bạn thấy không ạ? Gia đình nhà gà nhìn rất là sắc sảo. Đấy, nhìn những chú chim tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Rồi những chú bướm, rồi những cái cánh hoa nhìn cực kỳ đẳng cấp. Đây, hai chú hươu đây. Rồi những con cò, con hạc. Đây thì là cây trúc. Đấy, quý vị có thể thấy chú chim này đục tuyệt vời luôn. Và tiếp theo là cây mai. Cây này đẹp nhất ở cái nhành hoa lan này, rất là mềm mại. Và những chú chim thì đẹp tuyệt vời luôn, rất có hồn. Và tiếp theo là một bộ nữa, với kích thước là 42 1m27, cũng bằng hương đá, đục cũng rất là có hồn, rất sắc sảo. Nhìn thấy không ạ? Rất là tuyệt vời. Màu hoa rất đẹp. Và tiếp theo là bộ cây đắng ngọt bùi bằng gỗ vụ. Và tiếp theo đây có một bộ hương đá nữa, chúng tôi đang để ngược, chưa quay lên vì video khác này chúng tôi sẽ quay cho quý vị. Và đây có ở dưới đây một bộ hương đỏ nữa. Bốn hai 1m17, dây 4 phân bằng hương đỏ.
Thì quý vị muốn lấy bộ nào thì alo cho chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966 và chúng tôi sẽ báo giá từng bộ cho quý vị. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip độc đáo tiếp theo.